Cái lúc ra trường ấy thì cái GPA của chị với lại cái trình độ tiếng Anh của chị. GPA thì chị cũng khá, còn trình độ tiếng Anh thì đợt đấy là nó cũng chưa có phổ biến việc là lấy các chứng chỉ. Thì chị hầu hết các tiếng Anh của chị là tự học. Ừ, tiếng Anh của chị thì chủ yếu là tiếng Anh dịch thuật thì chị khá, còn giao tiếp thì chị không không nói được, gần như là không nói được, chỉ nói rất là giao tiếp cơ bản thôi, còn không thể nào mà bày tỏ quan điểm, bày tỏ ý tưởng bằng tiếng Anh. Đấy thì nhưng mà đó không phải là một trở ngại, thì từ đấy là vẫn nhận, sếp thì vẫn nhận. Thì đến khi nào, tức là mười mấy năm rồi. Chị mất mấy năm để chị bắt đầu có thể giao tiếp các thứ và chị tự tin? Chắc khoảng 4 đến 5 năm. Chị làm nhiều dự án, bắt đầu chị lên trưởng nhóm, chị làm nhiều dự án. Thì chị phải bị gọi là đẩy ra chiến tuyến, phải trực tiếp trao đổi với khách hàng, trực tiếp đàm phán hợp đồng, gọi là quản lý dự án. Thì mình phải tự, thì mình bật ra được thôi. Thế là chị có đi, lúc đấy chị phải buộc đi học các khóa gì đúng không? Chị tự học. Thế đến bây giờ chị có test được trình độ tiếng Anh? Chị đã test chưa? Chị chưa bao giờ test. Thế? Ừ. Nhưng mà chị không ngán, bây giờ chị nói chuyện với người nước ngoài, chị tại vì chị ở nước ngoài 2 năm mà. Chị nói bây giờ gần như là, nhưng mà test thì rơi đâu khoảng là trên 800 thôi.